Rồi xin chào cả nhà, thì bữa nay mình sẽ đóng thùng đây. Mình mua kiệu. Mình mua kiệu 1 ký nhưng mà do là người ta để nước vô á nó ra tới 1,8 kg bây giờ mình phải chắc nước ra. Kiệu này rất là ngon. Nước ra còn mấy kilo. Nước rồi hết khoảng chừng khoảng 700 g. 700 g mà mấy ngủ rồi. Để tao chắc ra cho rồi gà. Con ăn đường vô cũng lạnh đi. mới mua hũ rượu để vô bánh gà và bánh tráng gì chả giò mình sẽ đóng 4 thùng. Kiểu này cũng chuyên nghiệp tiêu thùng. Hơi người đó mà cái hỏi hồi là mất rồi. Hấp dẫn chưa ta. Xin chào cả nhà đến với kênh Nguyễn Trâm Family. Giờ Nguyễn Trâm đang sắp xếp hành lý hàng để đem về bên Mỹ. Không nhỏ là mình biết không nhỏ được. Sau một tháng ở Việt Nam thì bữa nay ngày mai ngày mốt là Nguyễn Trâm trở lại Mỹ. Bây giờ bắt đầu đóng gói hàng. Bây giờ mình cùng làm cái này đóng gói mốt vào chưa tắt. Dạ cường keo. Cái này một keo. Lấy một keo để đó làm gì chua. Bây giờ mình đang đóng thùng đó. Lấy mấy cái tóc ngồi dưới đất để mọi người đâu có cũ với tóc cho mọi người con nào cũng ốc len hết trơn á, bị gì nó là cái loại này nó ở cái gì đóng ốc ngồi giết nó giờ hòn hả? Nước không được, để giữa đi cũng lai qua đây lại. Để tới lấy cái dù ra. Chờ dù thôi. Đổ lồ cá luôn chứ. Đây là chia tay là trời đổ lệ luôn á. Bye bye. Bye bye.
trời khóc luôn thấy không, ghê không. Thấy không? Rồi con đổ lại mà trời đổ lại hết trơn. Đó. Bỏ đi. Đây nè. Ủa gì kiểu đất ra thình lên bỏ đi. Rồi lên đó. Mất cuối luôn thôi. Nhỏ là chị sắp. Cái này là chị sắp không? Để đi. Nè nè. Rồi bye anh. Bye nha. À... năm sau gặp lại là phải à. Phải đi chơi mấy trò cá nhiệt mạnh nha. Đi du lịch rồi. Nhớ không? Bye bye nha. Cảm ơn anh. Bye bye. Rồi nè, mấy ba lên nè. Rồi bán ra đây. Rồi đây. Chưa mà, sáu lên máy bay sáu mới tiễn chứ. Đi vòng vòng cũng rỉa rỉa. Lên hết đi rồi được, em lên cuối đi. Ở bên đó lên nè. Ở lên rồi. Ở lên. Phải lên rồi chứ. Đã tới sân bay rồi. Nè ông ngoại. Sớm quá, bây giờ phải uống cà phê đại. Chào ông ngoại. Kẹt xe, sợ kẹt xe đi sớm. Không kẹt xe, giờ tới sớm 2 tiếng. Hôm nay sân bay không có đông người. Chưa khóc không?
chị nha. Đi tận khỏe nha chị. Đang chi lùng người nào rơi nước mắt trong cuộc chia tay mommy ngày hôm nay để tôi quay cận cảnh. Tôi quay cận cảnh thôi ai khóc. Hai mẹ con này khóc. Bà mập này không khóc mà nở nụ cười. Người đàn ông cô đơn. Trời ơi, trời.